Xin chào các bạn, trong cái video này của anh sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách đăng ký cái tài khoản Bank Binbond mới nhất trong năm 2024 này. Thì trong cái Bank này các bạn vào trong cái link ở dưới video này, hoặc là các bạn vào trungquocmedia.com/Binbond ha. Các bạn mở ra một cái trang đăng ký của Binbond chính như thế này. Thì trong cái mục này thì cái My Local thì các bạn chọn Việt Nam và các bạn click vào trong phần là Accept Payment. Và các bạn chọn là mainly accepts from major online marketplace để mà mình nhận tiền trên các marketplace, và các bạn chọn next nhé. Rồi sau khi các bạn chọn next thì ở mục này các bạn điền đầy đủ thông tin email, password và số điện thoại của mình để mình verify. Trong cái mục này thì các bạn nhớ điền cái số điện thoại verify và nhập cái mã code vào, và các bạn chọn create. Sau khi các bạn chọn Create thì các bạn nhớ vào trong cái tài khoản email của mình và confirm cái tài khoản Binbond của mình đăng ký. Sau đó các bạn chọn Sign Up lại. Đấy, sau khi Sign Up lại xong rồi ấy, thì vào trong cái màn hình dashboard của Binbond thì các bạn click vào trong cái nút là Set Up Your Account. Trong phần Set Up Your Account này các bạn sẽ điền tất cả đầy đủ thông tin. Mục này thì các bạn nên chọn là Local Việt Nam luôn ha. Thì trong mục này á, thì information á, là những thông tin mình sẽ điền về location là của mình đăng ký tài khoản Việt Nam này. Trong phần account á, thì mình chọn là individual là account tài khoản cá nhân của mình. Rồi các bạn chọn get start. Ok, sau khi chọn get start xong rồi á, trong phần business profile menu bên trái thì các bạn chọn cho mình một cái danh mục là product service, sản phẩm dịch vụ của bạn á. Thì vì mình làm về BOD thì chọn BOD. Hoặc là các bạn về FBI thì các bạn làm về những cái dịch vụ về sản phẩm vật lý vân vân trong những cái catalog của mình. Ví dụ như bây giờ mình chọn là Amazon Book thì ví dụ như mình chọn về cái phần Amazon KDB á, thì các bạn chọn là Amazon KDB hoặc là game vân vân. Thì các bạn chọn đúng cái danh mục service của mình tương tự cũng được. Rồi sau đó các bạn chọn là online and offline trading, thì các bạn chọn là cả hai luôn, online và online và offline ha. Đấy, cái phần online marketplace trading cũng được. Ok, mình chọn cả hai. Và trong cái major trading này thì mình sẽ chọn là US đấy, và nó sẽ là yêu cầu là business URL. Trong mục này thì các bạn có thể là tạm thời gọi là amazon.com, mình sẽ làm nhận tiền ở trên Amazon. Rồi sau khi xong xuôi hết rồi á thì các bạn review lại là đúng không, ok như thế này, thì các bạn chọn là continue. Đấy, sau khi các bạn chọn continue xong á thì ở trong cái mục về điền những personal, về những thông tin cá nhân, các bạn chọn là national ID, là các bạn sẽ up căn cước công dân của mình lên á để verify nó nhanh hơn. Thì các bạn nhớ chụp lại cái căn cước công dân rõ ràng về mặt trước và mặt sau, up lên và điền đầy đủ cái ID, tất cả mọi cái thông tin đồng bộ, tên của mình, địa chỉ giống như trên giấy căn cước. Và các bạn mở cái điện thoại lên, quét cái QR này và để các bạn verify cái khuôn mặt, sau đó các bạn continue. Thì như vậy là sẽ xong. Sau khi xong rồi, các bạn vào trong phần dashboard, các bạn chọn Global Account ha, menu bên trái này, thì các bạn chọn Global Account và các bạn chọn cho mình là cái Application for Global Account ở menu bên phải bên phía trên, và các bạn click cái này để mà tạo ra một cái bank mới. Thì các bạn click cái này á thì nó sẽ lên một cái Apply Global Account, là một cái số tài khoản bank của US. Các bạn nhớ chọn là US nhé. Mình có thể nhận tiền được tất cả những market like Amazon. Sau đó các bạn chọn Next. Ở cái mục này thì các bạn chọn tiền tệ là USD, và Request Amount thì các bạn chọn là khoảng 5.000 hoặc là 10.000 gì đấy, là volume maximum á. Đấy. Rồi sau đó là các bạn chọn Submit. Thì như vậy là mình đã tạo được một cái tài khoản số tài khoản của US rồi.